Alo, xin chào các bác nhá. Vâng, thì có lẽ là em cũng không được làm clip này đâu. Nhưng mà thực sự là lần này thì em vẫn phải làm. Em vẫn mua xong con này thì em vẫn phải suy nghĩ và em vẫn phải làm cho các bác xem thôi. Bởi vì là vẫn phải cảnh báo các bác về cái vấn đề về SSD của Trung Quốc. Đấy, thì các bác cũng biết cái ổ cứng Zing 2 đúng không? 480GB mà em đã từng làm clip review khi mua hàng ở Shopee ấy. Sản phẩm này với giá mà hơn 1 triệu rưỡi mà 480GB ổ cứng SSD 480GB thực sự là một cái gì đó mà anh em đáng mơ ước, để chỉ là cả Win không, và em cũng làm như vậy, đó là điều mơ ước của em và em đã thực hiện được với ổ cứng Zing 2 này. Bởi vì giá thành cũng ok và hàng nội địa Trung Quốc cảm giác rất là tin tưởng, bởi vì hàng này nó không phải hàng bán ra nhiều các nước mà nội địa thôi. Nhưng mà thực sự là em đã nếm trải cái sự đau khổ thực sự như vậy, bởi vì là hôm nay em đã quay một clip về một chiếc máy chơi game, review cho máy chơi game Q90. Mà các bác biết đấy, thực tế là em đã quay review nhưng mà em làm trong lúc làm thì máy đã bị đơ. Nó đã bị đơ luôn. Và sau đó thì em có tắt máy đi bật lại, thì thực sự là em copy cái dữ liệu mà em đã quay vào ổ C. Và khi em tắt đi bật lại và khởi động lại thì em không khởi động nữa. Và em đã nhận ra là chiếc SSD của Zing 2 đã ra đi sau 3 tháng sử dụng. Có nghĩa là em mà cắm sang ổ cứng khác, cắm sang máy tính khác, cắm sang một đọc ổ cứng các kiểu thì nó không hề hoạt động. Và tất nhiên rồi, để gửi đi bảo hành thì thực sự là em cũng thấy bất thời gian quá. Thế nên là em có đặt mua một cái khác rồi, đó, một cái Vasiki. Và thực sự là em vẫn cứ thích mua ở Trung Quốc, giá hợp lý. Thế nên là em có đặt Vasiki này từ Trung Quốc nha. Đấy, phải nói ở SSD này thì thực sự là cái giá hãng này thì bỏ qua đi, không anh em không đi mua chứ, bỏ qua mất đi thôi đó. Em cũng ngại gửi đi bảo hành lắm, chúng ta làm tháo ra xem thế nào. Cầm khá là nhẹ này. Đây thì hôm nay em có về cái này, thì thực sự là cái này em bắt buộc em phải bóc lên kiểm tra thôi, bởi vì là thực sự em đầu tiên em không muốn làm clip đâu, nhưng mà em cứ bóc lên kiểm tra, bởi vì lúc đấy em cầm trên cái túi ship nó nhẹ quá, thành ra em sợ là bị gửi về cái gì đó không. Bởi vì một lần em đã từng mua một cái ổ cứng 2T thì nó gửi về một cái ốp lưng điện thoại, nhưng may quá em không nhận và em trả lại được Shopee. Còn cái này em cầm mua nhẹ quá nên em cứ bóc trước đánh liều, mặc dù là Shopee người ta không cho bóc đâu, nhưng mà nhân viên xếp hàng nó ship em quá nhiều mà, thế nên nó đồng ý việc của cho em bóc ra, thì em bóc ra thì nhận được cái này ok rồi, thế nên là không còn nguyên để bóc cho các bác. Nhưng mà dù sao thì cũng còn hộp như này và em chưa bóc cái này đâu, cho nên là tí nữa em sẽ bóc các bác xem nha. Đầu tiên thì em giới thiệu các bác, đây là chiếc SSD Vasiki 256GB có tên mã là V880. Thì cái này ở Việt Nam nó cũng bán đầy. Đây, em mua với cái mức giá là 700.000 các bác nhé, 690.000. Thì em đặt từ hôm cái ổ cứng kia này của em là chết vào ngày 31 tháng 7. Đấy, thì tận hôm nay là ngày 18 em mới nhận được. Và mất một clip và review cái chiếc PowerPD rồi. Thế nên là em cũng rất là tiếc không làm được cái chiếc review cái chiếc máy chơi game cho các bác. Và chiếc máy chơi game đấy thì em cũng nói ở clip mà Q8 chiếc máy chơi game Q8 em đã tặng một người bạn rồi. Đó, đấy thì hôm nay em nhận được cái này. Rồi bóc ra đây, đấy, các bác nhìn đấy nhá. Trên hộp thì đơn giản thôi, nó không in tên thương hiệu rõ ràng ở đây mà nó chỉ ghi một chiếc ổ cứng tinh thể rắn thôi, các bác thấy không? Đó, Pretech này, support là Santa 2.5 này và Santa 3.0 lên 6GB/giây. Và thông tin cơ bản thì nó như một chiếc như chiếc ổ cứng này thôi, cũng 6GB/giây, các bác nhìn nhá. Đây này. Đấy mà không biết là liệu nó có thổi hay không, tôi cứ mua dùng thôi. Bởi vì chẳng có gì mà mua để thử nghiệm cho các bác mà, đúng không? Chứ mua ở Việt Nam mà được bảo hành chính hãng thì nó quá là tuyệt vời rồi. Đó, sử dụng nguồn điện thấp này. Đó, ở đây có tên website là vasiki.com và số điện thoại ở đây. Số điện thoại này chắc là Trung Quốc gọi thôi. Đó, các bạn nhìn thấy nha. Có số seri các thứ ở đây. Thì để em mở xem nó như này, được sao hộp này. Sờ này rất mềm, rất sướng luôn. Đấy, có tem mã vạch của nhà bán hàng của toàn chức Trung Quốc luôn, các bạn nhìn thấy nha. Đó. Đấy, các bạn nhìn này. Đó, ở đây nó ghi này. Đó. 256GB nha, để em sẽ bóc vào luôn. Cái này nó chỉ dán bằng cái băng dính thôi mà. Ok, em sẽ mở nhá. Đây, quan ạ. Đây, theo thì nó có một cái túi, cô gồm có 4 ốc như thế này. Một cuốn sách giới thiệu cũng như là hướng dẫn cài đặt. Cái thứ đây toàn bằng tiếng Trung thôi, bởi vì là em đây em mua ở Shopee Trung Quốc mà, chứ em cũng không phải là mua ở Việt Nam. Bởi vì em có mua để cho các bác xem thôi. Đấy, nó hướng dẫn các bác để có thể cắm đúng cổng Santa 3 nhá. Cái lên để 6GB/giây này. Đó, các bác nhìn thấy nhá, để cắm đến cổng như thế này. Đó, tất cả cài đặt vào BIOS cũng như vậy, cũng đơn giản thôi, chẳng gì phức tạp cả. Đây, kiểm tra tốc độ ghi và đọc, đây toàn ghi chung thôi. Cái này thực ra là cái ổ Vasiki này thì ở Việt Nam đầy, các bác mua được rồi đúng không? Đó, sách dung bỏ qua nhá. Đây, ở nhân vật chính của chúng ta đây, một chiếc ổ màu đỏ bằng nhôm, rất là nhẹ luôn. Chiếc này cũng bằng nhôm, cái này nặng hơn này.
không có tem bảo hành gì cả. Ồ, không có tem bảo hành luôn, tí tháo xem luôn. Aha, tháo em luôn. Đây nha, rất đơn giản thôi, hộp bằng nhôm rất là đẹp màu đỏ này. Bên trên này nó sẽ là được in nổi, được khắc nổi luôn. Đó là khắc CNC nổi, rất là đẹp luôn. Đó, các bạn nhìn này, một chiếc ổ đen rất nhẹ nhàng, vỏ bằng nhôm luôn. Đó, đằng sau thì nó có một cái tem Vasiki V880 256 ghi Santa 3 6 GB 3/dây. Đó, điện áp là 5V. Sản xuất tại Trung Quốc, số xe bơ đây 60185. Xe có chủ xe bơ trường hợp nhá. 256 5A2. Cái này là cái gì? Không phải xe bơ nhỉ? 206 V850 256 là bên gì? Không không giống lắm các bác nhé, không giống, nó không biết phải xe bơ không. Không, nó phải xe thế không phải. Thì hộp này không biết là như nào. Lại không có tem bảo hành. Thôi chả sao, chắc là dùng được. Đó, chắc là dùng được, tí cắm vào tính thử xem nha. Đấy, bây giờ thấy nó nhẹ lắm, tháo thử xem nào. Thấy nó nhẹ vô cùng luôn. Nhưng mà không có tem bảo hành thì cứ tháo thôi. Mà thật ra là hỏng thì cũng chả cần phải bảo hành. Em lại mua khác luôn. Giá giờ nó có mấy trăm nghìn. Tháo dễ đấy. À, ôi bên trong SSD chỉ có thẻ này các bạn, à, chỉ có thẻ thôi, rất đơn giản. Trong một chiếc SSD rất đơn giản. Này, xem chiếc Zing 2 480GB của chúng ta xem nào. 480GB bóc tem luôn. Đây nhé, mình bóc luôn. Xem bên trong nó như thế nào. À, cũng bé tí này, đấy. Đó, SSD đây. Trên này nó có chip, trên này thì không. Chắc là con này nó dung lượng nó cao hơn thì nó nhiều chip đúng không? Có luôn, bởi vì không có thẻ bảo hành nên nó bắp thôi, có thẻ bảo hành cứ giữ lại cho nó có giá trị. Đó, và yên tâm là cứ dùng không biết là có bền hay không. Con này có 3 tháng so với một tuổi thọ một chiếc SSD thì đúng là vẫn đi. Có 3 tháng ra đi được các bác nhá. Đây, sẽ tháo ra. Đây. Zing 2 đây. Đấy, rất nhiều chip. Đó, trên này có một cái như là điều khiển cái gì đó này, 3019 không biết là cái gì. Rất nhiều chip luôn. Đó, để xem này. Con này thì chỉ có mặt này không có này, nhưng mà vẻ to hơn. Không biết là linh kiện thế nào, nhưng mà có vẻ to hơn. À, các vị trí của các ốc nó giống nhau lắm các bạn nhé. Khả năng là bọn này có khi là sản xuất cùng một chỗ vậy kìa. Trung Quốc mà. Chỉ là thương hiệu thôi, có nghĩa là mình chỉ mua thương hiệu thôi. Còn lại đơn vị sản xuất thì cũng không biết là như thế nào. Có thể là sự đặt một cái nhà máy sản xuất cho và sau đóng thương hiệu theo ý của mình. Đây, một cái 256GB và một cái 480GB đều có hai con chip này giống hệt nhau. Đây, các bạn nhìn nhé, đều có chip như này. SM2Z, con này thì mờ hơn. Có vẻ không xịn cho lắm, mờ hơn. Em không nhìn được cái gì bởi vì hôm nay là đang là buổi tối. Đây, con này nó chỉ có duy nhất một chip NAND, một chip nhớ thôi, có nghĩa có duy nhất một cái gọi là một cái chip nhớ ở đây. À, chip nhớ là của SanDisk rồi các bạn nhé. Chip nhớ này hiện tại là của SanDisk, chắc là chip nhớ là 256GB như cái thẻ nhớ của chúng ta đấy, như cái thẻ nhớ của các bạn đấy, thì cái chân như này. Và nếu mà có chip nhớ 26GB gắn vào đây nữa thành 512. Còn nếu mà 4 256GB thì sẽ thành một tế nhà. 4 256GB gắn vào đây thì thành một tê thêm vào đây nữa. Nhưng con này chắc chỉ gắn thêm được một cái nữa thôi. Đây nó để chờ gắn thêm một cái này. Đấy, cái mạch này chắc là dùng được 512GB thôi. Đây, còn con 480GB đây. Thì gồm có 4 con này. 480GB chứ 4 có con 120GB. Đó, 4 con này. Đây, mạch thì rất là đẹp, mạch đen. Rất là nhiều linh kiện hơn là cái mạch này. À, cũng tương tự nhau thôi nhỉ. Giống giống nhau. Đó. Đấy, bên trong một chiếc SSD thì nó chỉ có như thế thôi. Đây, để thử xem có lắp được vào nhau nhé. Đây các bác này. Ốc giống hệt nhau luôn. Đấy, vị trí các ốc giống hệt nhau luôn này. Vị trí y xì luôn. Đấy, đấy có thấy cái việc mà em nói là có thể sản xuất chung vào nhà máy chuẩn không? Đấy, không biết là những cái con nổi tiếng như Kingston hay là King như hay là của Samsung thì không biết là như thế nào. Nhưng mà của Samsung chắc nó không dùng chip SanDisk được nhỉ? Không dùng chip Samsung, của Samsung là một đơn vị sản xuất chip nhớ rất mạnh mà. Đó. Bên trong như vậy thôi nhá. Bây giờ em sẽ thử dừng lại video một chút xong em sẽ lắp lại và em sẽ cắm thử vào bộ đọc xem là sẽ như thế nào nhá. Vâng thì
Thực sự là em vừa có bận một chút việc, em có bận một chút việc thì em có vất lại và thằng cu em nó đã cài win vào đây rồi. Thì rất tiếc không được cắm lúc ngay lúc đầu cho các bác xem thử xem là như thế nào. Và thôi thì cần đường nào nó cài win rồi thì mình sẽ lại cắm lại, mình kiểm tra lại nhá. Đây các bác này. Đó, thì là cái ổ này nó mua có mấy trăm thôi, đọc để em dùng để đọc cái ổ cứng 500 GB này, em làm ổ cứng di động mà. Đấy, thì cái này cũng thể dùng được. Đó. Thì bây giờ em sẽ cắm vào đây và em cắm máy tính, và sau đó là cũng là cổng USB 3.0 nhé. Em cắm sẽ cắm một cổng USB 3.0 vào cái máy tính của em và em sẽ kiểm tra xem là tốc độ của nó sẽ là như thế nào nhé. Ok nhá. Đó, máy tính của em vẫn đang render một cái video này. Đó, bây giờ mở qua này. Thì cắm vào cổng USB 3.0. Ôi, cắm cổng USB 3.0 thì nó không nhận được SSD. Chắc là có lẽ là phải cắm thẳng cái tiếp cổng SATA thì chắc mới bật được cái SSD line này. Thôi bỏ qua, bởi vì ổ cứng này là sao, là ổ cứng mới mà. Bỏ qua đi. Bây giờ em sẽ vào cái phần mềm thông tin về đĩa này xem nó ổ số bao nhiêu. Đấy, em thì em đã cắm vào rồi các bạn nhá. Đây này. Còn Micromotor nhận đĩa này này. Đấy. Thì em đã cắm vào rồi. Theo cổng USB thì nó nhận là đĩa 3 và nó có tên là G, bởi vì thằng em đang cài Windows ở đây đúng không? Windows 10 này. Và các bạn nhìn thấy khoảng 238,35 GB. Nó không thể ở đủ 256 được. Tất nhiên là các bác cái việc đấy các bác đều biết đúng không? Đây. Thì hiện tại là cái này em chưa ở SSD, em cài Win vào cái ổ Samsung 250 GB đời tống đời kim rồi. Đấy, thì các đĩa của em nhận này Vasiki nhá, nó sẽ là ổ 256 GB đây, các bác nhìn thấy nhỉ? Tuổi thọ đây, nó là ổ mới mà đúng không? Đó, rất là mới luôn, thời gian on nó là không không giờ luôn. Bởi vì là nó mới chỉ cài có Win thôi mà. Đấy, con Hitachi 1 TB của em dùng mẹ rất là lâu năm rồi này. Đó, bạn nhìn nhá. Hay là con 2 TB này của em cũng cũng tương đối tốt này, em mới mua có 700.000 Shopee. Là về chiếu phim JAV đây. À, nói đến phim JAV, cái ổ Zing 2 của em mất lòng của em tương đối nhiều phim rất là hay luôn. Rất là tiếc khi đào về. Đây, Vasiki nó là cái ổ G nhá. Bây giờ em sẽ thử chạy tốc độ xem là như thế nào. Đây, bật cái này là chạy tốc độ nào. Ổ G đúng không? Chọn chữ ổ G nào. Đó, 8% mới dùng của 8% thôi. Ok, chạy đi. Đó, xem là tốc độ của nó sẽ ok không nhá. Đó thì giới thiệu qua máy tính nhỉ. Thì các bác cũng biết là chiếc máy tính mà em đã làm cái video ấy, hiện tại em đang render một phim mà các bác nhìn ra định dạng 4K nhá. Định dạng 4K cái video này thì em chỉ để 25 thôi. Nhưng mà thời gian xử lý video này nó lên nó rơi khoảng 20 phút ấy, thì tốc độ tổng dung lượng là 6,3 GB, 6,63 GB, thì em làm hết khoảng 40 phút, tầm 40 phút sẽ xong một cái này. Cũng không phải là nhanh nhưng mà cũng không tệ đâu. Mà trong thời gian đó thì cái máy này thì em làm thoải mái việc khác luôn. Đây các bác, em cho xem các bác nhá. Đấy nha. Thì khi chạy cái này ấy, thì CPU nó chiếm đến tầm khoảng trường 50% tới 50%. Đó, mà trong cái đó em chạy ghi hình này, em chạy cái render video này và em làm một số thao tác website thứ vẫn bật. Đó, RAM thì 32 GB thì em dùng mất có tầm 5 GB thôi. Các bạn thấy cũng cũng được không? Cũng ok đúng không? Một chiếc CPU giá chỉ có hơn triệu này là quá tuyệt vời rồi. Đó, thì các bác có biết là CPU này nó rơi vào tầm khoảng 8 nhân và 16 luồng ấy. Đó, các bạn nhìn không? 8x16 luôn, tốc độ xử lý lên đến tầm khoảng 2,9 GHz, cũng gọi là thấp thôi, không phải là cao, nhưng mà nó chạy tương đối tốt này, 50% này. Đấy, làm một video 4K, máy tính không hề lag dập một tí nào cả, dùng thoải mái vẫn chạy để đo được tốc độ đó. Cái ổ cứng này tầm khoảng 400-500, và đây nó chỉ là kết nối qua cổng SSD thôi nhá, và cổng USB 3.0 thôi nhá, chứ còn nếu mà cắm vào thẳng cổng SATA thì chắc là em nghĩ không tệ đâu. Cái này là hơn cái ổ Zing 2 của bác kia rất là nhiều rồi. Ok đấy, tốc độ ghi như thế này là ổn. Tầm hơn 400 mà lên là chỉ cổng USB thôi. Cắm cổng USB thôi nha, chứ không phải cổng ấy đâu. Đấy, chỉ cắm cổng USB thôi. Thì thực sự là em đang render video không cắm thẳng vào máy tính được, chứ không thì em cũng cắm mà cho các bác xem luôn. Chỉ cần nhìn cái này thì các bác có thể là chất lượng ổ cứng này cũng tương đối tốt đúng không? Cái Vasiki này thì ở Việt Nam đẩy. Anh em sinh viên giá rẻ mua SSD chạy rất là nhiều. Nhưng mà chủ yếu là mua 120 GB thôi. Ở đây em mua 256. Cái kia 480 GB mà chả ra cái gì cả, chết rồi. Rất là tiếc, thực ra cái đấy là chạy tốt đấy. Cái đấy nó chạy làm việc của em cũng khá là ok, làm rất là nhiều video. Mỗi tội là 3 tháng sau đã chết rồi. Rất là tiếc đúng không? Bảo hành thì tất nhiên là Trung Quốc mà, gửi đi bảo hành làm gì cho mất thời gian. Đó, chỉ xuống 0,5% có gì đâu. Đó, CPU chạy này. Rất là tốt luôn. Đó, mua chiếc CPU này quá tuyệt vời luôn. Mà giá rẻ. Con này ví dụ như các bác mà có điều kiện có mua cái main đua, có nghĩa là dùng hai chip ấy, dùng hai cái chip này
thì nó sẽ lên là 16, hai cái chip nó chạy là có là 16 luồng và 32, 16 nhân 32 luồng chạy tổng lên thì cũng thuộc dạng khủng khiếp vậy nhỉ. Nó có khi nó ngang ngửa với một con Core i tầm 7 8 triệu. Và mua hai con đấy chỉ 3 triệu. Cái main đấy tầm khoảng cái main này thì 1 triệu 2 thôi. Còn cái main mà các bác mua đưa chip thì nó rơi khoảng 2 triệu. Đấy. Thì khỏi suy nghĩ luôn đúng không? Thực ra toàn đầu Trung Quốc cũng chạy được. Cái ổ cứng kia chết thôi nhưng cái này chạy ok. Đó. Đây, nó chuẩn bị sang đang đọc đây, à ghi đây. Đấy, đọc thì nó rơi vào khoảng 500 pi thì 500 mê trên giây ấy. 500 mê trên giây nhanh, tương đối là nhanh. Đó, ghi thì ghi cũng khỏe phết này này, cũng tầm hơn 400. Cái này là chỉ ở trên USB thôi, chứ còn nếu mà em mà cắm vào cổ SATA 6G trên dây ấy, thì em nghĩ chắc là cái này nó sẽ đo tầm khoảng 600 đến một một đến đến 600 đến một điểm một T, một T trên 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 dây. Em nghĩ chắc phải tầm là tầm à nhầm, một ghi trên dây. Đó, chắc phải được tầm 1 GB trên dây. Đó, cũng được đấy. Đó, nó đọc nó ghi thế này. Ok chưa các bác? Một cái ổ SSD giá 600 600 700 nghìn, 256 GB. Đó, cũng mua trên Shopee. Mà không biết độ bền thế nào. Ok nhá, thì em sẽ dùng cái này và em sẽ đánh giá độ bền cho các bác. Tất nhiên là các bác có theo dõi kênh YouTube của em đi, thì em sẽ đánh giá lại những cái thiết bị mà em mua cho các bác biết để các bác có thể lựa chọn vào các bác ấy. Thì chiếc ổ Zing 2 thì tất nhiên là các bác bỏ nó nhé, không sử dụng đấy làm gì cả. Mình sẽ lên mua những cái sản phẩm ở Việt Nam người ta có phân phối, ví dụ như là Tắc này hay là Basiki này hay là một số ổ khác. Còn chiếc ổ Zing 2 kia thôi bỏ nhé. Ok, thứ hai thì cho em một like nào, subscribe cho YouTube em để theo dõi những clip tiếp theo của em, cũng như là về đánh giá như những phụ kiện này. Các bác có nhu cầu gì, các bác yêu cầu em có điều kiện em sẽ mua và review cho các bác nha. Cảm ơn các bác xem clip, chào tạm biệt các bác nhé.